mà chúng ta sẽ học sang chương 3. Thực ra cái bài mà cái chương trước chỉ là cái chương bắt đầu thôi. Chúng ta đã học hai phần. Phần đầu là về khái niệm thuật toán. Tôi nhắc lại một chút cho các phần trước nhé. Cái chương 1 là học về về cái khái niệm thuật toán. Cái phần này rất là quan trọng luôn. Cái mà lại ghi là quan trọng. Khái niệm thuật toán này. Tức là chúng ta phải có một cái tư duy mới về khái niệm thuật toán này, không như ngày xưa. Ngày xưa thì khái niệm thuật toán là chúng ta hiểu đơn giản lắm, là mô tả thuật toán và nêu cái cách chạy trên một chương trình, thế là xong. Bây giờ không phải. Cái tư duy mới là gì? Là khi mô tả thuật toán, chúng ta phải mô tả tỉ mỉ hơn, mô tả cái ý tưởng thuật toán, rồi là mô tả cái, khi mà chúng ta mô tả cái phần cơ sở cốt của nó đó, chúng ta phải chứng minh rằng nó là đúng, và sau đó chúng ta phải phân tích được cái độ tối ưu của nó, phân tích được cái thời gian chạy và cái không gian của thuật toán, thì cái đó mới là cái quan trọng. Rồi, tức là phần chương 1 là cái phần rất là quan trọng. Với chương 2 là chúng ta đã học qua về các cái một số những cái thuật toán là tự nhiên đơn giản, các cái thuật toán tìm kiếm sắp xếp đơn giản, sắp xếp đơn giản. Và tôi nhắc lại cái khái niệm đúng trước là cái khái niệm là các thuật toán trâu bò. Cái này là cái cũng thuật toán trâu bò là cái gì? Là cái thuật toán mà chúng ta không cần biết đi trước gì cả. Chúng ta cứ mở chương trình ra, mở cái bài toán ra là chúng ta hình dung ngay là cách làm. Thì cách làm cách cách tư duy trâu bò là tư duy đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Thuật toán có thể là nó chưa tối ưu, nhưng mà ít ra là có một lời giải cho nó. Thì tất cả các bài toán mà chúng ta biết ấy, đều có cái tư duy trâu bò như vậy. Hôm trước chúng ta đã làm một loạt các cái ví dụ cho các cái cho những thuật toán trâu bò như vậy. Ví dụ ngay như thuật toán tìm kiếm tuần tự hay thuật toán sắp xếp mà chúng ta đã biết ấy, sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp mảy một đều là thuật toán trâu bò hết nhé. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu học sang cái mới hơn, là mình học sang một cái hôm nay chưa phải là cái lý thuyết về thuật toán, nhưng mà chúng ta nói về một kỹ thuật rất quan trọng, một kỹ thuật đệ quy. Thì đệ quy là cái gì? Đệ quy nó là một kỹ thuật thôi, là một kỹ thuật lập trình, nhưng mà nó giúp chúng ta rất quan trọng trong nhiều trong trong nhiều cái nó giúp chúng ta hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong việc thực hiện thuật toán, kỹ thuật lập trình. Nó là một cái khía cạnh hoàn toàn là kỹ thuật. Tuy nhiên nó quan trọng vì trong lập trình thì cái đệ quy là một trong cái kỹ thuật rất là quan trọng. Rồi, thế vì đệ quy là gì? Nôm na đệ quy là gì? Khi nói đệ quy là chúng ta thường nói về những cái hàm hay là các cái thủ tục, thì chúng ta hiểu cái hàm mà gọi là đệ quy đó, thì chúng ta hiểu nôm na là gì, là cái hàm mà gọi chính nó, hàm mà gọi chính nó, gọi chính nó. Tôi định nghĩa một cái hàm tôi có thể gọi luôn chính mình. Thì cái em thì cái này chúng ta đã biết rồi, nhưng mà tôi vừa bây giờ tôi định nghĩa một cái, tôi gọi một cái hàm nhé. Bây giờ tôi gọi def này, tôi gọi một cái hàm đếm chẳng hạn, cao như thế này, n n đó. Sau đó tôi print cái n ra, xong tôi gọi chính nó, cao n là chính một. Thì đây là một cái định nghĩa dùng viết trên Python chẳng hạn, được chưa? Thì như vậy là cái hàm cao đây, đừng nghĩ như đây thì nó là gọi chính nó đây, nhưng mà với cái gọi chính nó với cái hàm số là bằng n trừ đi một, được chưa? Thế thì như vậy khi mà chúng ta gọi cái hàm cao chẳng hạn là 12, thì hàm cao 12 nó sẽ gọi cái hàm cao 11. Sau nó sẽ gọi cái hàm cao 10 và nó gọi mãi. Cái nó gọi này là không bao giờ hết. Nó gọi, ví dụ tôi gọi đến cái hàm cao
không thì nó sẽ gọi đến cái hàm cao trừ một như thế. Nhưng mà khi chúng ta gọi cái hàm này thì nó sẽ chạy mãi mãi và chương trình sẽ treo, nó chạy chạy không bao giờ dừng. Đó thì chuyên là khi chúng ta định nghĩa một cái hàm định quy, ta phải chú ý là phải có thời điểm, phải có điểm dừng của nó thì nó mới làm được. Còn tất nhiên thế là không có điểm dừng. Đó, thì cho nên là khi định nghĩa một cái hàm định quy thì bắt buộc phải có cái điểm dừng. Vậy tôi mô tả lại nhé. Vậy tôi mô tả lại cái hàm mà chúng ta sẽ định nghĩa lại cái hàm trên trên Python là cái hàm gọi là hàm đếm ngược. Đầu vào của nó là n và nó in lại trên màn hình đếm ngược từ n xuống 1. Đây, n. Thế là làm như sau này, tôi mô tả như sau nhé, ở trên Python này. Và như sau này tôi if n lớn hơn 0 tôi pin ra, tôi làm sao thì tôi sẽ print n và tôi gọi chính nó cao n trừ 1. Đó. Thì tôi gọi cái hàm này bây giờ nó mới chính xác thì nó sẽ chạy, khi n chạy tới 0 thì dừng lại. Thì như vậy cái lệnh này này, cái lệnh này bảo đảm cho là nó là cái hàm định quy nó sẽ dừng lại. Đây là cái chuyện lệnh này nó bảo đảm là cái hàm sẽ dừng. Cái phần này nó cái phần này này lệnh này thì người ta gọi, nó gọi là phần cơ sở, phần cơ sở của hàm định quy. Như vậy là mọi cái hàm định quy đấy đều phải có cái phần là như vậy. Vì định nghĩa tổng quát nhé, một cái hàm định quy hay một cái chương trình định quy là nó phải có hai phần. Phần thứ nhất là cái phần gọi là phần cơ sở. Cái phần này để bảo đảm rằng là cái hàm đó nó dừng lại thì nó dừng lại, phần cơ sở để bảo đảm là hàm dừng lại, hàm có điểm dừng. Và cái thứ hai là phần định quy. Một cái hàm mà chỉ có phần định quy thôi, không có phần cơ sở thì coi như học thì phải thì chúng ta làm sai. Đấy, như vậy là toàn bộ cái lý thuyết chung của cái phần hàm định quy chỉ như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nói thêm một chút nữa là cái vấn đề là quan trọng này. Chúng ta sẽ so sánh cái hàm định quy và cái phương pháp quy đảo toán học khác nhau như thế nào, nó có điểm gì chung không. Rồi đây là hai cái điểm là khác hẳn nhau. Bây giờ chúng ta quay lại đến khái niệm là phương pháp quy đảo toán học nhé. Phương pháp quy nạp toán học. Mà chúng ta sẽ xem xét sẽ là cái quy nạp này nó có liên quan gì đến không, khái niệm là hàm định quy. Mà chúng ta thấy là nó có liên quan rất là chặt chẽ, mặc dù đây là hai khái niệm là khác nhau. Thì chúng ta nhớ lại cái khái niệm mà quy nạp nhé. Quy nạp là như này, là một phương pháp chứng minh, là một cái phương pháp chứng minh toán học như sau. Chúng ta nhớ lại mà trong từ lý thuyết toán nhé. Giả sử chúng ta muốn chứng minh một cái mệnh đề, giả sử muốn chứng minh cái mệnh đề này nó phụ thuộc vào cái số tự nhiên n nào đó được chưa. Thế thì để chứng minh nó đúng với mọi n thì chúng ta chỉ cần chứng minh sau đây, chỉ cần chứng minh như sau là được. Bước 1, chúng ta sẽ chứng minh là P với 1 là đúng. P1. 2 là chúng ta sẽ chứng minh điều sau đây là nếu nếu là PK đúng thì PK cộng 1 là đúng. Đó thì mọi cái bài toán quy nạp là cho bây giờ là như vậy. Thậm chí tổng quát thì chỗ này không phải là một, chỗ này có thể là một số nào đó, có thể là một số là không chẳng hạn, là từ một cái n không nào đó cũng được, không phải là một, nói chung là từ một. Đó, thì đây là phương pháp quy nạp toán học chúng ta biết rồi. Thì cái hay là gì, cái hay là cái phần này này, cái phần này là người ta gọi là phần cơ sở, phần cơ sở của
quy nạp, còn cái phần này là phần quy nạp. Đó, cho nên là các bạn thấy không, là giữa khái niệm là quy nạp và địa quy giống nhau. Địa quy nó có phần cơ sở, phần địa quy, còn quy nạp là nó có phần phần cơ sở và phần quy nạp. Cho nên là hai cái nó rất là giống nhau luôn nhé, nhưng mà là địa quy này, quy nạp này. Quy nạp này là một là nó có phần cơ sở. Phần cơ sở. Và cái thứ hai là phần, đây là phần địa quy. Và hai là phần quy. Phần quy nạp thường là bài toán từ N, chúng ta suy về bài toán N, phần quy nạp gì? Là bài toán từ K chúng ta tiến lên trung chiều K cộng 1. Phần cơ sở là K cộng 1 là đúng này. Phần quy nạp này là nếu là phần tăng K lên, nếu K đúng thì K cộng 1 cũng đúng. Còn phần địa quy thì ngược lại, chúng ta từ cái hàm là gọi N, chúng ta gọi cái hàm N trừ 1, sẽ là gọi cho đến khi mà N và N mà điểm dừng lại thì chỉ là phần cơ sở đây. Đó. Nên là hai cái này là nó rất là, nó hơi ngược trong một chút thôi, nhưng mà nó liên quan rất là chặt chẽ. Cho nên là rất nhiều cái bài toán chúng ta có thể là dựa trên quy nạp, chúng ta có thể thiết kế được phần địa quy của nó. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài ví dụ nhé, để chúng ta thấy là nó đơn giản như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ một vài ví dụ này. Xem một vài ví dụ địa quy nhé. Đây, ví dụ 1 này, chúng ta sẽ ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1 là chúng ta cần tính này. Cần tính cái tổng là gì? Là gọi là Sn bằng 1 cộng 2 cộng n. Đó. Thì chúng ta thấy nhé, này chúng ta thấy như là S1 thì bằng 1. Đúng không nào? Sn bằng 1 cộng 2 cộng vân cộng n trừ 1 cộng n, đúng không? Thì cái phần này chính là bằng là Sn trừ 1 cộng n. Anh các bạn thấy không? Như vậy cái hàm Sn này là gọi qua cái hàm Sn trừ 1, mà chúng ta chỉ là một quy nạp thôi. Và đây chính là cái phần cơ sở của nó là đây. Đó. Cho nên cái bài này chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta viết lấy cái hàm của nó nhé. Đây chúng ta gọi là Sn này đây. Tính tôi viết cái hàm này như này. Đây nha, tôi viết nhé. Này là viết sau if n bằng 1 thì return 1. Đó, chỉ ở đây này. Đúng không nào? Else thì return, viết cái hàm của nó nhé. Return là n cộng với s n trừ 1. Đây chính là cái pseudo code của nó đây. Và các bạn thấy, nhưng mà đây là một cái bài toán mà tính được bằng cách chúng ta viết cái hàm là hàm địa quy. Chúng ta nhớ là cái bài này chúng ta hoàn toàn có thể tính được bằng không địa quy, chưa biết rồi đúng không? Đây này, chúng ta viết lại cái hàm của nó mà viết bằng không địa quy chúng ta biết rồi. Đây là như sau, chúng ta đặt là gì đây? Là s bằng 0, chúng ta nhớ lại cái lời giải của nó nhé. For i bằng 1 to n s bằng là s cộng i và return s. Thì cái này là cái lời giải của nó, lời giải này là không địa quy, còn cái lời giải này là lời giải địa quy. Thấy không nào? Đó. Đây chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể viết thành chương trình rất đơn giản. Thì như vậy cái chương trình này ta thấy không? Cái phần này chính là phần cơ sở đây. Phần này là phần cơ sở. Không có phần này là hàm sẽ cái hàm chúng ta sẽ gì? Hàm của chúng ta sẽ bị lặp mãi mãi. Còn đây chính là cái phần cái lệnh này, đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3, đây là 4. Lệnh số 4 này chính là lệnh gì? Chính là phần địa quy.
được chưa? Đó. Vậy là nó, đây đây là cái bài đầu tiên rất đơn giản, mình tôi làm thử tí luôn nhá. Đây, tôi viết cái bài tìm cái hàm nhá. Df này, S này, N cái hàm gì nhỉ? Đúng. If này, N bằng 1 thì tôi return return 1. Else return n cộng với s n trừ 1. Đấy, chỉ này thôi. Và bây giờ chúng ta có thể tính nó. Đúng không? Thôi, tôi viết để ra ra ngoài, tôi viết để ra ngoài nhưng dễ, nó đơn giản. Viết ra ngoài cửa sổ lệnh. Đây nhé. Đây. Tôi đếm cái hàm là SN này, mấy nơi mà 1 thì return 1 này, còn else return N vậy, còn SN 1, đây chính là cái hàm mà định quy đây. Đấy, vì tôi biết là tôi mà tính cửa SC10 này, là bao nhiêu? SC10 chính là 55, S 1000, 100 đây, bằng, được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta thấy rằng ta tính thử nhé, như vậy là gì? Đây thì để chúng ta phân tích một chút để cho dễ, chúng ta luôn và chúng ta phải nhớ cái luôn, chúng ta phải phân tích nhé. Thì tôi gọi cái than tên là than của cái thuật toán này, có là T1 này. T1 thì theo cái chữ này nó chỉ có một lần thôi, chính là một luôn, có một cái hàm kiểm tra này mà một luôn. Còn tổng quát là tn này, ở đây thiện một một phút cộng thôi, đúng không? Phút cộng thôi xong trả về cái này, vậy suy ra nó sẽ bằng là tn trừ 1 cộng 1. Vậy có cái công thức, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ngay nhé. Đây, tổng quát này tn này bằng là tn trừ 1 này cộng 1 này sẽ bằng, thế là hay đây, bằng t này n trừ 2 cộng 1 cộng 1, đúng không nào? Vậy nó sẽ bằng là tn trừ 2 cộng 2 sẽ bằng là tn trừ 3 cộng 3, vân vân. Và cuối cùng nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là t cùng 1 cộng với n trừ 1. Vậy là nó bằng chính là n, t1 thì bằng 1 vẫn bằng n. Vậy ta suy ra gì? Suy ra là tn sẽ bằng n, vậy đó là, vậy suy ra là tn bằng n, vậy suy ra là chúng ta tính luôn là thời gian của nó chính là n. Hay chúng ta có là tn của chúng ta chính là bằng ô, nó là có độ phức tạp thời gian là tiến tính. Hay là, vậy nó giống với bên này. Ở bên này chúng ta đã chứng minh ngày xưa, từ hôm trước cho chứng minh là cái đề toán này cũng là tuyến tính, vì nó có một vòng là for thôi, là for thôi, chúng ta là tuyến tính, thì thằng này cũng có chứng minh là tuyến tính, được chưa? Nhưng mà cách tính thời gian cho những cái hàm định quy nó phức tạp hơn một chút, chúng ta phải tính cẩn thận và rất là dễ sai nhé. Đó. Rồi, cái điều chúng ta sẽ xét một vài ví dụ khác nhé. Ví dụ 2. Ví dụ 2 là cần tính là cái hàm S A N này là chính là hàm A mũ N, được chưa? Vậy A là một số dương. Thì bài này trước chúng ta làm rồi, bằng toán bình thường làm rồi, có độ phức tạp là N O N. Chúng ta thử làm bằng định quy nhé. Đây S này, chúng ta kiểm tra này, if này, if mà N bằng 0 thì là a mũ không thì bằng 1, thì trên nó là return 1. Còn else ta biết rồi là a mũ n thì bằng a mũ n trừ 1 nhân với a, chứ nó sẽ a là bằng return a nhân với x này, a n trừ 1. Đó, 1, 2, 3, 4 này.
Thì cái lệnh một này chính là cái lệnh là phần cơ sở của hàm, mà cái đây là lệnh, đây là một phân nhân. Và cái hàm này chúng ta cũng dễ dàng tính được là nó chính là gì, nó có độ phức tạp là n. Đã thấy ngay là gọi người ta có là t một này, nó sẽ được bằng một t không, chứ t không là bằng bằng một đúng không, còn t n sẽ bằng là gì, bằng là một cộng với t n trừ một. Và cách làm tương tự chúng ta có suy ra được là t n chúng ta sẽ bằng o của n. Đấy. Thấy chưa? Thế đây là cái bài này, là bài dễ. Bây giờ chúng ta sang một cái bài khác khó hơn nhé, mà chúng ta sẽ kiểm tra xem là trong một trường hợp là cái việc tính thời gian chạy của cái hàm trục quy này nó khó không dễ. Thì chúng ta sang ví dụ 3. Là chúng ta xét ví dụ của cái dãy số Fibonacci đây, dãy nhé. Fibonacci là cái dãy như sau, là f0 bằng 0, f1 bằng 1 và fn với n lớn lớn bằng lớn hơn 1 đấy, bằng fn trừ 1 cộng với fn trừ 2. À, chúng ta có thể viết theo kiểu dân dã là f của 0 bằng 0, f 1 bằng 1, f của n bằng f n trừ 1 cộng với f n trừ 2. Cái đó là dãy này 0 này, 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 8 này, 13 này. Thì bắt đầu nó nhỏ nhưng càng lớn lên nó tăng rất là nhanh. Đấy, mà bây giờ chúng ta sẽ mà vì nó công thức này, chứ công thức này công thức là công thức để quy đấy, công thức truy hồi đấy, mà chúng ta có thể dễ dàng từ công thức truy hồi chúng ta thấy ngay là chúng ta có thể viết được cái chương trình, viết được cái hàm để tính số Fibonacci. Ta làm thử nhé. Đây, tôi đi nghiệm cái hàm nhé, hàm Fibonacci này tôi ghi hiệu là Fib này đúng không, n từ cái định nghĩa cho chúng ta thấy ngay chúng ta này viết sẽ như sau nhé. Đây là đầu tiên là if này, if n bằng 0 thì return 0 chỉ là đây đúng không, đây này. Đấy. Else if n bằng 1, để hai dấu bằng cho mình 1 thì return 1 rồi. Else ngược lại, nếu mà n lớn 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 hơn 1 thì ta return là f là fib của n trừ 1 cộng với fib n trừ 2. Đấy, chúng ta có một cái hàm mới nhé, đây là 1 2 4 5 6. Để chúng ta thử tính cái thời gian cho cái hàm này nhé. Cái hàm này rất dễ hiểu vì nó nên nó suy ra cái định nghĩa của dãy số Fibonacci đây, và chúng ta định nghĩa cái hàm của nó đây. Cái hàm này là cái hàm mà hàm để quy đây, hàm đây, hàm để quy đây. Biết tôi làm luôn, tôi chạy luôn cái hàm đó nhé. Bài này thôi tôi bỏ, cái bài này thì không đơn giản, tôi làm luôn bài để quy luôn đây nhé. Đây này, tự nhiên là f fib này n nhé, if này n là viết là trên bằng n bằng 0 này thì chúng ta return 0 else if n bằng 1 thì chúng ta return 1 còn else còn lại thì chúng ta return xuống dòng return fib của n trừ 1 cộng với fib của n trừ 2. Đấy, thì chúng ta thử tính thử nhé, ngay ở đây thôi. Bây giờ tôi dùng đồ hồ theo để tính này,
from time. Bạn lưu lưu cái hàm này nhé. Import. Import cái hàm này. Performance counter. Nhé. Làm tính thử nhé. Đây. Tôi viết n bằng bao nhiêu, tôi viết n bằng 40 trước thử nhé nhé. Đây tôi là T1 bằng performance counter. Đúng không? Xong tôi print. Print cái fib của n ra. Xong tôi viết cái T2 performance counter. Xong tôi print. Print cái T2 trừ T1. Để tôi ghi cái bài này. Vì trong bài hôm nay này thì bạn nhâm sẽ ra sự minh lại algorithm 2 này. Mình bài 17 nhé. Bài tính nhé. Tính fib nhé. Fibonacci nhé. Đấy. Vì chúng ta thì tính thử xem là VN bằng 40 thì nó ra bao nhiêu, nhanh nhanh không nhé. Đây VN 40 này. Lâu vì tôi là tôi để tôi để này 10 nhé. Đây, N10 sang 55 mà nó sẽ là 0.061 nhé, bây giờ cho N tăng lên là 20 này. 20 là 6.765 và 0.2 giây. Bây giờ tăng lên là 25. 25 là 3 giây đấy, 25 là 3 giây, tôi để 30 nhé. Thấy không? Hơi lâu rồi đấy. 30 là 3 giây. 30 là 3 giây, tôi để 35. Có thấy cái số này nó tăng rất là nhanh. Đấy. 35. Thấy lâu chưa? Mới để 40 thì còn lâu nữa, để 35 sẽ là bao nhiêu nhé. Ôi, lâu quá. Nào. Đấy, 35 là 34 giây. Mà chưa được 1 phút nhưng mà cũng thời gian cũng tăng rất là nhanh. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ các bạn rồi là vì chúng ta thường chỉ đi chúng ta sẽ không được đoán mò. Như vậy đây chúng ta chạy thử thế bán mòn chạy rất là chậm, cảm giác chạy rất chậm. Không biết làm sao bây giờ chúng ta phải chứng minh nó chạy chậm. Đây bây giờ chúng ta sẽ phân tích ở đây nhé, chúng ta sẽ phân tích. Phân tích vì sao nó chậm như vậy. Rồi. Thì tôi gọi tên là thời gian chạy của chương trình nhé. Thì đây. Chúng ta sẽ thấy ngay như sau này là F không, khi n bằng không này thì nó là một đơn vị thời gian, nó chỉ kiểm tra n bằng không và nó trả lại không luôn, một đơn vị thời gian. F1 một đơn vị thời gian và tổng quát nhé. Đây. Chúng ta tổng quát cho trường hợp mà đây n bất kỳ nhé, ta có là với n lớn lớn một thì có là fn này bằng này f chỉ nói f, tôi nhầm tôi dùng t chứ để tôi đang nha. Tôi sẽ xin lỗi, tôi không biết tên các bạn, tôi phải dùng t lẫn lộn với f và t. F là tên cái hàm đó, tên cái hàm là sẽ có Fibonacci, còn dùng là t nha. T không này bằng một, t một bằng một và tn bằng tn trừ một cộng với tn trừ hai, có thấy nó giống công thức, nó hơi giống Fibonacci không? Công thức này là bởi vì từ đây này, từ đây suy ra cái này này đó. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ xem là cái này là với như này thì cái n nó tăng lên thì tn nó như thế nào. Đây thì tôi sẽ công nhận một định lý sau đây, chúng ta chứng minh nhé, chỉ bằng hoàn toàn bằng
mở toán học luôn, mở toán học. Đây, tôi sẽ chứng minh cái vấn đề sau đây. Vấn đề tin học mới bây giờ, tin học 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 máy tính ấy, nó là khoa học máy tính nha, chứ không phải lập trình, cho nên là nó rất gần với toán. Bây giờ chúng ta chứng minh vấn đề sau đây này, chứng minh rằng là chứng minh là với mọi n thì tn của chúng ta sẽ lớn hơn hoặc là bằng một cái hằng số cái kiểu như là phi 1/2 mũ n. Ở đây phi là bằng gì? Ở đây phi là bằng là 1 cộng căn 5 chia 2. Cái này thì gọi từ sau tôi sẽ nói sau nhé. Cái này nó là hằng, nó là hằng số vàng. Cái này đây chính là hằng số vàng này. Số vàng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái mệnh đề này. Nhá, chứng minh bằng quy nạp. Chứng minh bằng bằng quy nạp. Được chưa? Rồi, thế bây giờ trước khi chứng minh bằng quy nạp thì chúng ta có được chúng ta chứng minh được. Đây, bây giờ cho chứng minh luôn nhé, chứng minh này. Chúng ta chứng minh cái mệnh đề này bằng bằng quy nạp nhé. Chứng minh theo quy nạp. Quy nạp nhé. Ta có này. T0 theo giả thiết của chúng ta thì là bằng 1 đúng không? Chúng ta sẽ lớn hơn bằng là với n bằng 0 thì là bên phải nó bằng là 1/2 nhân với phi 0. Đúng, cái này đúng rồi, cái này bằng 1/2. Như vậy là đúng. Như vậy là với t bằng 0 là đúng. Ở với n bằng 0 đúng. Chúng ta làm với t1 nhé. T1 thì bằng 1. Xem nó có lớn hơn bằng là 1/2 nhân với phi 1 hay không. Và phi 1 thì bằng cái này, vậy nó chính là bằng là 1 cộng căn 5 chia 4. Này, cái này có nhỏ hơn 1 không? Đúng, là vì là căn 5 thì là nhỏ hơn 3. Vậy là 1 cộng 4 là 1 cộng 5 căn 5 là nhỏ hơn 4, thì là nhỏ hơn 1. Thì ra là cái mệnh đề này là đúng với n là 0 và 1. Bây giờ chúng ta giả sử là đúng với k và chúng ta sẽ chứng minh đúng với k cộng 1. Bây giờ tôi giả sử là mệnh đề đúng với k, tức là giả sử là tk đúng không lớn hơn hoặc bằng là 1/2 nhân với phi mũ k. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó là đúng với là phi là tk cộng 1. Được chưa? Thì ta có này, ta có nhé, phi tk cộng 1 này đúng không? Thì theo định nghĩa này, theo giả thiết ta có này, theo giả thiết theo công thức này này này, ta có theo công thức này nhé, như này, công thức này này, áp dụng cho cái hợp t cộng 1 này, ta có này, cái này có phải là bằng là tk cộng với tk trừ 1 không? Đấy. Thì cái này theo quy nạp ta có này, theo quy nạp nhé, lớn hơn bằng theo quy nạp. Vì là cái này đúng này, cái này đúng thế này. Chuyện theo quy nạp ta có là cái tên này thì lớn hơn hoặc bằng là 1/2 nhân với phi mũ k cộng cái này lớn hơn bằng 1/2 nhân với phi mũ k trừ 1. Đúng không? Đấy. Vậy cái này sẽ bằng này, cái này sẽ bằng ta lấy 1/2 của phi của phi mũ k trừ 1 ra thì bên trong nó còn là phi cộng 1. Đây là cái này. Được chưa? Được nhá. Thì bây giờ chúng ta nhớ lại cái này ở đây này. Tôi gọi cái này là 1 nhé. Thì bây giờ chúng ta xét cái tám thức bậc 2 sau này. Xét cái tám thức bậc 2 nhé. Bậc 2 là x bình phương cộng x cộng 1 trừ x cộng 1 bằng 0. Mấy cái tám thức bậc 2 này thì có delta sẽ bằng gì? Delta sẽ bằng là 1 cộng với 2 cộng với bình phương này, như vậy là 1 cộng với 4 bằng 5. Bây giờ có cái này, nó có hai nghiệm.
hai nghiệm là x một hai bằng bằng là một cộng trừ căn 5 chia 2. Vậy suy ra là phi là một nghiệm của nó, phi là nghiệm. Đã, phi là một cộng căn 5 chia 2 mà, đúng không? Phi là nghiệm của cái tăng thức bậc 2 này. Vậy suy ra cái gì? Vậy từ đây suy ra nhé. Đây là kiến thức 11 là lớp 10 là học rồi nhé, là suy ra này. Suy ra là phi bình phương trừ phi cộng 1 bằng 0. Hay là suy ra là gì? Là cái này là cái trừ 1 chứ, đây là trừ 1 nhé. X bình phương trừ x trừ 1. Delta nó bằng là b bình phương trừ 4ac mà, nó mới là cộng 4 là 5 ở đây đúng không? Vậy cái này suy ra cái này là trừ. Trừ nhé. Đấy. Vậy suy ra là phi bình phương thì bằng là 1 cộng với phi. Được chưa? Đó, tôi xem cái này. Thì bây giờ tôi xét cái 1 kia nhá. Đấy, bây giờ tôi xét cái 1 này. Vậy tôi suy ra là t k cộng 1 lớn bằng là 1 phần 2 phi nhân với k trừ 1 nhân với 1 cộng phi. Cộng phi thì lại bằng là phi bình phương. Vậy nó sẽ bằng sau đây, nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với phi k trừ 1 nhân với phi bình phương. Vậy nó chỉ bằng là 1 phần 2 phi của k cộng 1. Đó. Vậy từ đây suy ra gì? Từ đây suy ra là t của k cộng 1 sẽ lớn hơn bằng là 1 phần 2 của phi k cộng 1. Mà đây suy ra là mệnh đề để chứng minh nhé. Mệnh đề để chứng minh. Đó. Vậy chúng ta suy ra cái gì? Vậy chúng ta suy ra là tổng quát chúng ta suy ra là tn của chúng ta nó sẽ lớn hơn bằng là 1 phần 2 của phi n. Được chưa? Mà phi là một cái hằng số là lớn hơn 1. Phi bằng 1 cộng căn 5 chia 2. Đấy. Cái này là một hằng số lớn hơn 1. Vậy thì suy ra là tn là nó là phải có cái độ xấp xỉ của nó là tối thiểu là phải bằng là omega của phi mũ n. Vậy suy ra nó là thời gian của nó là lũy thừa. Vậy suy ra là cái tiệm cận của nó là thời gian lũy thừa nhé. Vậy cái bài toán mà tính Fibonacci bằng cái hàm biểu quy, chúng ta vừa chứng minh được rằng là thời gian của nó là lũy thừa, như vậy là rất là lớn, thì nó chậm là phải. Ta chúng ta tính thử nó cực kỳ chậm. Nên với n bằng với n bằng 35 nó là thì mất 34 giây, được chúng ta cho n 40 là rất lâu, rất chậm. Cho nên là cái hàm này nó cực kỳ chậm, cực kỳ chậm. Vì sao như vậy? Bởi vì nó là có thời gian là như thế này, có thời gian là cái là một độ thời gian là lũy thừa. Không chúng ta nói về các lớp tiệm cận thời gian ấy, hàm tiệm cận ấy, thì chỉ có cái hàm đa thức thì người ta mới gọi là tốt. Còn tất cả các cái thuật toán mà từ lũy thừa trở lên thì người ta gọi là thuật toán xấu. Và với cái hàm mấy cái bài toán này là đây thuật toán rất là xấu, không thể áp dụng được ở trên thực tế. Thấy không nào? Như vậy là đây là ví dụ một cái bài mà công thức rất đẹp, mà viết hàm để quy là rất đẹp, nhưng mà nó không thực tế, không ai dùng cái này để làm thực tế cả, vì nó quá chậm, bạn thấy không? Cho nên cái bài này chúng ta sẽ còn quay lại ở sau này nhé. Chúng ta sẽ tìm ra thuật toán rất tốt của cái này của cái mà toán tính Fibonacci này, chúng ta sẽ quay lại trong phần sau, được chưa? Rồi, như vậy tới đây là xong cái phần đầu tiên của hôm nay, là tôi nói về tổng quan về cái khái niệm mà định quy và cái liên quan giữa định quy và quy nạp, được chưa? Rồi, như vậy là về như vậy định quy là cái gì? Định quy là cái khái niệm là một cái hàm mà gọi chính nó, nhưng mà trong thuật toán ấy thì định quy là cái gì? Mà trong cái thuật toán ấy thì ý nghĩa của định quy như sau. Trước khi sang phần tiếp theo, ý nghĩa của cái kỹ thuật định quy là gì? Thì ý nghĩa gì là chúng ta từ bài toán lớn chúng ta cắt nhỏ ra, ta suy về bài toán nhỏ hơn. Đấy, tức là từ một cái bài toán lớn chúng ta chia nhỏ
chia nhỏ thành các bài toán con, thành các bài toán con và gọi địa quy, gọi địa quy để giải, để giải. Khi khi bài toán với kích thước nhỏ, với kích thước nhỏ mà giải được ấy, với kích thước bé đấy, kích thước bé mà giải được, được thì suy ra là bài toán rất đơn giản, bài toán được giải, được giải quyết. Đó, đây chính là cái tư tưởng, ý nghĩa của cái thuật địa quy. Nên như tôi vừa nói vậy nhé, chúng ta cần tính cái hàm là f n, mà chúng ta suy về về cái dạng là n trừ một cộng f n trừ hai, đúng không nào? Vậy thì một toán lớn này, n chúng ta suy về một toán nhỏ hơn, n trừ một và n trừ hai nhỏ hơn, và cho cứ gọi, gọi cho đến khi gọi, cho đến khi f không thì ra được ngay, f một ra được ngay, f một bằng một, f không bằng không giải được ngay, vậy suy ra con đầu tiên cũng được giải. Nhưng mà chúng ta cứ dùng để quy là như vậy, là từ một toán lớn chúng ta chia nhỏ thành những một toán nhỏ hơn mà chúng ta gọi để quy, gọi cho đến khi nào về bài toán nhỏ nhất thì chúng ta dừng lại mà giải, giải được bài toán đó. Thì cái quy là như vậy, nhưng mà chú ý là chú ý nhất khi giải bài toán đề quy là chúng ta phải chú ý đến cái thời gian của nó, rất là dễ bị vượt quá lên trên, nó làm trong gọi đề quy nó bị chồng chéo lẫn nhau, cho nên nó bị gọi độ thời gian lên rất là lớn. Và ví dụ các bạn bài này chúng ta không thể dùng đề quy để làm được, nhưng mà khác chúng ta làm định quy chúng ta làm tốt luôn nhé. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số các bài toán khác này. Để bây giờ chúng ta cùng nhau sang cái phần từ nãy lên toàn bộ là phần phần một, phần phần ba một nhé, là cái khái niệm định quy, tôi quên của nó nhé. Toàn bộ phần nãy là ba một, bây giờ sang ba hai là chúng ta tìm hiểu, tìm hiểu lại cái bài toán tìm kiếm nhị phân. Bài toán tìm kiếm nhị phân, và bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài toán này trên cái tư duy của đề quy, tư duy của đề quy cũng rất là rất đơn giản, đúng không? Chúng ta cùng dạy a, dạy a cho trước cái a mà đã xếp rồi, a một nhỏ hơn a hai, nhỏ hơn, nhỏ hơn a n. Đó. Mà chúng ta sẽ tìm bằng cách chúng ta cứ chia đôi và toán thiếu nhị phân sau là cho trước cho một số c, bây giờ cần tìm chỉ số k sao cho a k bằng c. Nếu không thấy thì trả về trừ một. Bài này là trong phần trước chúng ta đã giải nó bằng hai cách, một là dùng gì, một là dùng tìm kiếm tuần tự, hai là tìm kiếm nhị phân. Tìm nhị phân thì chúng ta đã biết cách chia đôi ra rồi, và chúng ta đã chứng minh là cái bài toán này mà giải bằng nhị phân ấy thì tác toán của nó chỉ là log n thôi, rất là nhanh. Bây giờ chúng ta cũng vẫn giải bài này, vẫn là tìm kiếm nhị phân, nhưng mà chúng ta lại trên cái tư duy của đề quy, đề quy, được chưa? Thì chúng ta đặt cái đầu tiên, chúng ta đặt cái dạy ra đây, chúng ta đặt cái vị trí trái đây, đặt là left, vị trí phải là right, được chưa? Đó, và chúng ta luôn tìm ở vị trí mid, mid, và cái mid này tôi đặt luôn nó bằng gì? Nó bằng là cái left cộng với right chia hai, mà tôi lấy cận dưới của nó, lấy làm tròn dưới của cái số này, được chưa? Đó, được chưa? Bây giờ nếu mà tìm c, nếu mà a mid bằng c thì xong quán, tôi trả về mid. Còn nếu a mid nhỏ hơn c thì về đây là tăng, chúng tôi sẽ tìm tiếp ở cái đoạn ở bên phải,
Như vậy tôi gì tôi đặt lại là gì, tôi đặt lại là gì, là cái là cái left bằng mid cộng 1 và kiểm tiếp, ở bên phải, còn nếu mà a mid mà lớn hơn c thì tôi sẽ đặt lại gì, tôi đặt lại là right bằng mid trừ 1 và tìm tiếp bên trái. Thì chỗ này này là tìm một cái dãy nhỏ hơn một nửa so với cũ, mà cái này là đệ quy. Chỗ này là quan trọng, chỗ này là phải đệ quy. Cái tư duy này vẫn là tư duy dùng đệ quy, cũng rất là sáng sủa. Được rồi, thì bây giờ tôi viết thuật toán của nó nhé. Đây, tôi viết thuật toán như sau. Cái hàm là by no research. Mà tôi nó có tham số, thằng số nhất là a, thằng số thứ hai là chỉ số left, thằng số thứ hai là chỉ số right, còn thằng số thứ ba là chỉ số c, là cái số c cần phải tìm. Đó. Chúng ta sẽ viết lại cái thuật toán này nhé. Như sau nhé, đây nó sẽ gọi liên tục, chúng ta luôn thu nhỏ lại mà người ta gọi liên tục thì phải có cái phần 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 cơ sở. Phần cơ sở là như thế này: if left mà là bằng right, khi mà hai bên bằng nhau ta kiểm tra luôn vậy luôn thì sao, thì ta kiểm tra là if a mid mà bằng c thì tôi return mid, còn else thì return trừ một. Đây chính là trường hợp, còn trường hợp nào? Đây là trường hợp gì, trường hợp gọi là phần cơ sở đây, không nó sẽ là nó không sẽ nó sẽ chạy mãi. Còn else đây, chỗ này ít vào đây nhá, đây là else. Nếu mà left nhỏ hơn right chúng ta làm như sau, chúng ta gọi mid, kiểu mid bằng left cộng với y chia hai, đây là cái phần đó. Tôi mô tả bằng pseudocode cho ta tổng quát nhé. Chúng ta có thể lập trình trên bất cứ ngôn ngữ nào. Rồi chúng ta tìm kiếm cái này, if mà a mid mà bằng c thì tôi return mid. Rồi, thế bây giờ ngược lại này, else này, else này, nếu ngược lại nhé, else if này, if này, nếu mà a mid này, a mid mà nhỏ hơn c thì chúng ta sẽ tìm tiếp ở bên trái, ở bên phải. Bên phải là gì, chúng ta gọi đề quy, chúng ta return của binary, đề quy đây, binary search của a, bên phải của nó thì là mid cộng 1 right bên phải đấy, c gọi là phần bên phải. Còn else chúng ta return by no research a left và bên này là mid trừ 1 c. Thì đây chính là cái đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 và 13. Có 13 dòng tất cả. Đấy. Thì đây chính là cái hàm mà cái mô tả cái hàm đệ quy. Thế bây giờ đây là mô tả chung cho có khi gọi thì gọi như thế nào? Đây cái này gọi hàm chính là như thế này.
lề gọi hàng chính là như này nhé, là by no research. À, nếu mà chúng ta dây chúng ta a mà chỉ số a bắt đầu từ 0 thì chúng ta biết là 0 đây, 0, và đây là n trừ 1, n là chiều dài của a nhé. Và bên này là c. Còn nếu mà hàng chúng ta là hàng số từ 1, ví dụ là dạy trên Pascal chẳng hạn, thì chúng ta gọi như sau, thì chúng ta gọi đây là by no research của a 1 và n là c. Chúng ta tùy cách gọi nhé. Đây là với Python thì gọi như này, hoặc với C, còn đây là với Pascal thì gọi như này. Như vậy nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau thử cái bài này. Bài trước là bài kia xong rồi, bây giờ chúng ta làm cái bài này nhé, chúng ta thử nhé. Chúng ta nhìn cái bài mới này mà chúng ta làm chạy thử cái bài này insert nhé. Đang viết lại thì binary search của a này, left này, right này, còn đây là c. Ta viết lại thôi mà ta chạy thử, chúng ta tính thời gian lên xem như thế nào nhé. Đấy. Đã biết lại này thôi, thì chỉ có một tí nhé. If này, left này, còn right. Nhưng mà cái thằng Python nó viết, nó mình số dòng nó rất đẹp, nhưng mà thật ra khi viết bằng pseudocode giống như viết trình trên Python, trên hay của thằng Python là như vậy, nó đơn giản. À, left. C thì chúng ta return left else return chỉ một, đúng không? Đây, thằng ở đây nhé, else đây là if lần nữa này, đây mà đây là if, đây là người ta là meet, đúng không? Meet bằng left cộng right. Ở trong Python thì cái phép chia nguyên kia thì nó chính là gì? Left cộng right. Chỉ hai như này thôi. Đây. Thì if này, if a này, meet này, bằng c thì return meet. Now if meet nhỏ hơn c thì chúng ta return gọi cái hàm này thôi, gọi cái hàm này meet, gọi ra bên phải đây là meet này, y c else return binary search left meet gmod c. Đấy, thì hàm chúng ta là hàm như này. Đấy, thì chúng ta gọi cho là thử nhé, chúng ta gọi là sửa cho a đi bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy thôi, cho nó dễ tìm mình. Sửa như vậy nhé. Đó. Và c bằng đây, c cho là 100 này, còn thì tìm nhé. Rồi gọi cái hàm gốc của nó này nhé. Tức là tất cả là các trả lời các nó nhé, bằng binary search a này đối Python thì là 0 này, và len của a trừ 1, len của a trừ 1 đây là n đấy, và c if
F lớn hơn bằng 0. Tôi thông báo là tìm thấy. Tìm thấy tại chỉ số k. Còn ngược lại else print không tìm thấy. Đi ra làm binary search nhé. Search. Tôi thử xem ngay thử xem nhé. Đây là bây cây 100 sẽ thông báo là không tìm thấy chỗ hồng hồng ra đây này. Đã chạy thử nhé. Đây là k. Không thấy đúng không? Bìa C đặt là C là 10 nó sẽ phải tìm thấy. À, tại chỉ số 10 đây, bạn thấy không? Được chưa? Đấy như chúng ta vừa mới thiết kế một cái tức là ta làm cái bài mô tả bằng để quy nhé. Cái bài đi xuất là cái phương pháp rất là hay, rất là nổi tiếng nhé. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp phần tiếp theo. Tôi sẽ vừa nãy là cái phần 32 đúng không? Bây giờ sang phần 33. Phần 33 là giới thiệu các bạn một toán rất quan trọng nữa nha. Đây là thuật toán. Nó rất đơn giản nhưng mà rất hay. Thuật toán Euclid. Euclid tìm ước chung lớn nhất của hai số. Cái toán này là có thời Euclid rất lâu rồi mà nó rất đơn giản nhưng mà nó rất tự nhiên mà nó dùng để quy. Rồi, thì chúng ta trước khi mà làm cái bài này là cái ước chung nhất của hai số này tôi ký hiệu là GCD cho dễ nhé. GCD của hai số AB. Cái đèn đó là ước chung lớn nhất của AB đó. Thì cái bài này chúng ta đã làm từ cái bài này thì trong các sách giáo khoa khác đều dạy đều đưa vào thành cái bài mẫu và đều dạy với một cái thuật toán rất đơn giản. Sau đây chúng ta biết rồi nhé, là khi lời giải bình thường mà nó đưa vào tất cả các sách giáo khoa về tin học hay là về gì đó đều dạy trong chương trình tin học 10 là có các bài tập lời giải bình thường này. Mình sẽ mô tả cái lời giải bình thường này nhé, mà ai cũng biết cũng đơn giản là như sau, là không dùng để quy và dùng là như sau. Tức là thì tôi mà nhân dạy cho tôi biết luôn là cái hàm chúng ta là GCD nhá, AB là tôi kiểm tra nếu A mà khác B thì nếu A mà lớn B thì lấy A trừ đi B, còn lấy B lớn A thì lấy B là B bằng B trừ A, còn A bằng B thì trả lại là AB luôn. Đấy nhé, đây. Tôi làm cái này là nếu y A là khác B. Đấy. Thì làm như sau, còn bằng nhau thì ta dừng lại. Đây chính là cái thuật toán chúng ta đã vào đây. Thật cái lời giải này là ta biết từ rất lâu rồi, ai biết rồi, nó đơn giản. Y A khác B thì là if mà A mà lớn hơn B đó thì tôi đặt A bằng A trừ B. Ngược lại nếu mà A nhỏ hơn B thì đặt là B bằng B trừ A. Và khi A bằng B rồi tôi dừng lại và return. Đây chữ thuật toán rất nổi tiếng, ai cũng biết cả, đơn giản, có từ rất lâu rồi. 1, 3, 4, 5, 6.
Thì toán này là nó có độ phức tạp là như sau này. Vì là nó là gì? A lớn B thì nó là trừ, là phép trừ. Nếu mà trừ B là 1 thì nó có trừ 1, nó có trừ dần cho đến hết thì thôi. Cho nên là rất là cho lâu. Cho nên là cái bài này là cái độ phức tạp của nó là trường trường xấu nhất ấy, là nó bằng là cái max của A và B. Bài này cái thời gian như sau, là cái thời gian chạy của nó này. Cái thời gian chạy mà trong trường hợp xấu nhất, trong trường hợp xấu nhất đấy, nhanh nhất thì không nói gì, trong trường hợp xấu nhất thì nó bằng là gì? Ô của max của A B. Sử A bằng bằng 100 này, B bằng 1 thì nó gọi, nó phải gọi 100 lần, nó có lấy mà 100 trừ đi 1 bằng 99 thì 9 trừ 1, khi nào mà A nó lùi xuống bằng 1 thì nó đa số trả lại là 1. Như vậy là bài này nó chạy phải chạy 100 lần trong trong 100 cái vòng lặp oai thì nó mới xong. Như vậy là mất 100 mình chính là O, nó bằng là O của max của AB. Nha, nó là cái toán này là chậm lắm, khi A mà A mà quá lớn ấy, rất là chậm. Mà chúng ta sẽ sang cái em mô tả thuật toán này bằng Euclid nhé. Thì Euclid là cái người mà đầu tiên ra cái này, nó rất giản như sau là đây này. Mặc thời đó chứ ông này ông Euclid thì ông chỉ đưa ra chứ không nghĩ rằng là nó lại hay như vậy. Đấy, thì cái làm như sau nhé. Thì Euclid chỉ nghĩ ra là như thế này này, là như này, như là GCD, nhận xét của Euclid nhé, là này, là A của 0 thì là bằng A, còn GCD của A mà B, nếu mà B mà khác 0 ấy thì nó sẽ bằng là GCD của B, và sau đó lấy A mốt B. Đây là cái này là cái lấy số dư của A trên B, phần này là số dư. Đấy, thì là cái này cũng rất dễ hiểu thôi, rất dễ hiểu thôi. Và ví dụ nhé, lấy ví dụ này, đây ví dụ là GCD của 9 và 6 này sẽ bằng này, sẽ bằng là GCD của 6 này, đúng không? 6 à, đó thì lấy g lấy số dư của 6, 9 chia 6 thì bằng 3, bằng 3. Nó sẽ bằng GCD của 3. Số dư của 6 chia 3 là 0 luôn. Và cái này theo theo cái này nó bằng A, bằng 3 luôn, bằng 3 luôn. Đấy. Rất là nhanh. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau này viết lại cái thuật toán clip nha. Đấy. Thuật toán Euclid. Euclid nhé. Thuật toán Euclid. Ông ấy nghĩ cái này từ thế kỷ thứ 300 trước công nguyên, rất lâu rồi. Rất lâu rồi. Là như sau. Đây. GCD của AB thì như sau. Đây. Đúng theo văn đang trên này nhé, là if if là B mà bằng 0 thì tôi return A. Đây này, vì một không nhân thì return A này. Đây. Còn nếu khác không thì chỉ là cái này. Nếu mà về khác không else thì gọi thì return, thì return là GCD của B và đây là A mốt B. Gọi là cái thuật toán nó rất là đơn giản, 1 2 3 có 4 lệnh thôi, được chưa? Và thuật này là gọi đề quy, gọi đề quy đây, gọi lại cái hàng, cái hàm nó thì đề toán rất là hay, rất là nhanh, và chúng ta tiếp tiếp chúng ta không thể chứng minh được nó bởi vì nó vượt quá cái hơi phức tạp một chút, nhưng các bạn cứ dở bất cứ một cuốn sách giáo khoa này về số học ra, chúng ta đều có thể có là cái đều có thể có cái chứng minh cái thuật toán này nó hay như thế nào để chúng mình được kết quả đấy nhé. Kết quả như sau là cái thời gian của thuật toán trên là như sau. Cái thời gian của cái thuật toán Euclid chúng ta công nhận đấy. Còn thứ nhất là khi nào sau này thì
có thời gian tôi sẽ viết một cuốn sách sâu hơn về cái này, thì chúng ta sẽ có cái chứng minh của nó. Nhưng mà ở trong cái phần mà tôi đang chứng minh ở đây thì chúng ta công nhận là cái tên của cái thời gian này này nó sẽ bằng như sau, nó sẽ bằng là o của cái loga, chỉ mức loga thôi nhé, loga của min AV. Đấy. Vậy là nhanh hơn hẳn cái trên. Cái trên nên là gì? Cái trên nên là tuyến tính của cái mắc của AB. Trên đây này, nên là mắc, nên là mắc là tuyến tính với AB. Còn thằng này là nó mà nó là nó ở mức loga cơ. Mức thấp hơn hẳn. Mà thấy không? Có biết là từ từ ON sang O log N là nó khác hẳn này. Cái này rất là nhanh. Cái này là cái chọn này là rất là nhanh. Chỉ là cái ý nghĩa của nó rất là hay. Và cái phần toán nó biết này là gần như bây giờ là cơ sở của toàn bộ lý thuyết mật mã. Thế nên là có toàn bộ mật mã này là chính là từ cái clip này, nó rất là hay. Để giới thiệu các bạn nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta có ít thời gian nữa, chúng ta cùng nhau làm một số cái bài tập khác. Tất cả các từ chúng ta tập học tập tư duy cái cách là chúng ta thiết kế bằng 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 nhị phân à bằng bằng gì đấy bằng đề quy. Rồi sang cái phần tiếp theo là phần 3, 4 một số thuật toán, một số lời giải đề quy khác. Bây giờ chúng ta biết là thuật toán chúng ta học ba thuật toán, toán tìm kiếm chèn tìm kiếm chèn này tìm kiếm chèn tìm kiếm chọn sửa nhầm quá không phải tìm kiếm mà là sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp nảy bọt. Thì ta biết rồi đúng không? Từ hôm trước nữa. Một. Bây giờ câu hỏi đặt ra là có thể chuyển những cái này sang đề quy hay không? Đấy, cái này là phần các bạn làm, tôi làm thử bài nhé. Cái này hoàn toàn có thể chuyển được sang đề quy. Đây, chúng ta nhớ lại một chút nhé. Bây giờ tôi sẽ chuyển cái tư duy, tôi chuyển cái thuật toán là sắp xếp chèn hoàn toàn sang để quy được nhé. Các bạn cái này các bạn luyện rất là nhiều thì nó quen cái tư duy của để quy nhé. Đây chúng ta nhớ lại cái để quy nhé. Để quy là gì? Để quy là như này. Bản chất của để quy là như này. Chúng ta nhớ lại cái phần để quy, cái phần chèn này, sắp xếp chèn là như này. Là chúng ta bệnh for y bằng 2 to n và chúng ta chèn cái phần tử ai vào vị trí đúng của a1 a2 a y trừ 1. Đây và như lại cái đề toán chèn này, toán sắp xếp chèn luôn là như này. Đây là insertion sort a là như sau nhé, là for y bằng 2 to n. Ta nhớ lại toán chèn của chúng ta nhé, là cái chỗ này chính là cái này này. Còn chỗ này này là chúng ta làm như sau, chúng ta cho g bằng y, sau đó là chúng ta lùi cái ai, ta lùi ai sang bên trái, ai sang bên trái gặp không đúng vị trí ta đổi, khi nào đúng vị trí thôi là y sao nhỉ. Y g lớn hơn 1 n n
A gì mà lại nhỏ hơn cái đằng trước của nó, nhỏ hơn cái A. Ôi, màn hình nó bị lỗi. Màn hình nó bị lỗi A gì trừ 1. A gì trừ 1. Đó, chỉ đổi chỗ. Đổi chỗ. A gì. Chỉ một đúng không? Hoàn đặt về hoàn đặt về G bằng G chỉ một đây, đây là toán chèn đấy. Đúng đây này. Thì chỗ này là cái chỗ này là chính là ta vì chúng ta khoanh này lại nhé, mình ta phân tích ta khoanh cái này lại này. Thì cái chỗ này này, cái này chính là cái chỗ mà chúng ta chỉ làm việc với phân tử AI thôi, và ta lùi về và cái gì này chạy chạy từ từ hai cho đến n này, cho nên chỗ này chúng ta có thể dùng định quy được đấy. Định quy được này là như sau nhé, đây bây giờ chúng ta làm như sau này, bây giờ chúng ta làm định quy như sau đây, thì cái quy này hãy dùng một tí cho chúng ta làm nhé. Bây giờ chúng ta viết thiết kế định quy này. Thiết kế thuật toán chèn, sắp xếp chèn để quy vào cái ý này. Yeah, chúng ta này thì hiểu cái đoạn này là gì, hiểu cái đoạn này là cái đoạn là chèn AJ và vị trí đúng và trước nó, còn định quy nó nằm ở chỗ này đây. Rồi thì cái làm như sau này đây. Đây nhé. Đây. Đây nhé. Chúng ta thiết kế làm như sau là chúng ta thiết kế một cái hàm mới gọi là insertion. Insertion sort. Sort. Một cái gạch ngang, gạch ngang chữ viết ở đây nhé, để cho nó hiểu. Chữ viết ở đây. Chữ viết ở đây là để quy đấy, để quy nhé. Hàng chúng ta sẽ ký hiệu cái hàng chúng ta để quy sẽ có hai tham số là ở đây là vào k. Đấy, k. Nè. K nó có trò chứ là cái y ở đây này. Đấy. Cái k này đóng vai trò như là y nhé. Chúng ta thiện đối với k xong này, sau chúng ta cho di chuyển lên, cho chúng ta gọi k một, chúng ta dừng lại. Thì cái làm này là như sau đây nhé, là if k mà nhỏ hơn n thì chúng ta mới làm, còn k mà bằng n thì ta dừng lại, thì con thật là làm xong cái k nhỏ hơn n, đây chính là cái điều kiện để dừng đấy, k bằng n thì làm như sau đây. Chúng ta bắt đầu này, chúng ta gọi là hàm k đây nhé, if k nhỏ hơn n thì chúng ta gọi cái phần này này, nhưng mà chúng ta gọi đây là đặc hiệu là k đây nhé. Như sau này là g g bằng k đúng không? Y y g lớn hơn một n a g nhỏ hơn a g trừ một, chúng ta đổi chỗ a g trừ một xong cho g g bằng g trừ một được chưa? Đấy. Và sau đó thì tôi gọi để quy xong, đây là xong cái phần này rồi, đây là cái phần này là xong rồi, tôi sẽ gọi để quy như sau, insertion
Nhìn sơ chân soft. Correct. A K cộng 1. Đấy. Đây nhé. Để quy chưa? Đã nghe chưa? Trước kia là cái học vòng vòng for, tôi cho vào đây gọi là cả một, vẫn dừng lại thì cả mọi người thì cần dừng lại. Đấy. Nó chính đây chính là chèn đây, nhưng mà chèn mà ta để quy đây. Thấy nó gọi là chúng ta phải tư duy một chút thôi là biến đổi cái sắp xếp chèn sang để quy được. Mà cái xe chạy nó bằng bằng cái kia. Được chưa? Mình chúng ta kiểm tra cái này nhé, ở trên để tôi làm tôi biết sao đấy và tôi biết chỉ cho bạn xem luôn nhé. Đây. Mình sang bài thứ ba này, bài thứ ba này là để quy nhé. Đây. Bài thứ ba này. Chúng ta nhớ lại một chút ta đặt một cái hàm là hàm là insertion sort rec gì nhé, nó hai thông số a và k nhé. Đấy. Đấy. A và k nhé, đây k nhỏ hơn n. Nhưng của chúng ta vì ta hàm trong máy tính này là if k mà nhỏ hơn n trừ một thì chúng ta nhỏ hơn len của a trừ một đoạn hẳn nhé. Khi k bằng gọi k bằng len a trừ một thì dừng lại ngay vì cái dãy a nó chỉ có độ dài là len a thôi nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, chúng ta đặt g bằng k sau đó chúng ta là y, chúng ta cho qua cô chúng ta lùi lại là y g lớn hơn không n a g nhỏ hơn a g, gọi là không đúng vị trí, cái phần đằng sau lại nhỏ hơn phần đằng trước thì chúng ta đổi chỗ a g phẩy a g trừ một bằng a g trừ một phải a g và g lùi lại về trước, và đây chúng ta sẽ gọi insertion, chỗ này là thiếu cái gì insertion. Insertion. Đấy, gọi nó nhé. A này. K cộng 1. Đó. Được chưa? Đấy. Và về cái hàm của chúng ta là cái hàm gì? Đây. Giả sử tôi cho A bằng bất kỳ nhé. Cho A này. 0 này. 10 này. Chiều 1 này. 9 này. 8 này. 1 này. 1 này. 6 này. 5 này, giả sử như vậy nhé. Cái hàm của chúng ta là cái hàm gì? Là cái hàm là gọi cái hàm của chúng ta là hàm insertion rec của A, là gọi từ 0 đến 1 được. Khi gọi 0 ấy thì ở đây là k bằng 0 thì chỗ này nó không chạy vì k chỗ này nó không chạy tí nào nữa. Chúng ta dừng lại nhưng cũng chạy từ 1, thôi ta gọi từ 1 cũng được, nhưng mà thôi ta gọi từ 0 cũng được. Một là tụi print A ra ngoài nhé, xong nó đã xếp xong chứ nhé. Thì ta cũng phải sao. Mình ta lưu cái này lại là insertion sort rec để quy. Cái là cái bài này là thực ra cái để quy này không cần thiết làm cái thuật toán sắp xếp mà chèn này không cần thiết làm để quy, nhưng đây chúng ta luyện tập. Và các bạn về nhà các bạn sẽ phải làm tiếp là gì, chúng ta có thể chuyển đổi cái không những cái sắp xếp chèn, sắp xếp chọn chuyển sang định quy, sắp xếp để bọc cũng chuyển sang định quy được, tất cả các bài tập bình thường là nó có thể chuyển sang định quy. Đấy. Được chưa, để thử nhé xem đúng hay sai nhé. Đấy.
Này, xếp lại đúng rồi này. Chỗ này bị sai chữ cuối đây này. Hai. 89 còn 5 chữ nó chưa làm được, bởi tôi kiểm tra làm chữ nào nhé. À, cộng 1. Này bây giờ phải bằng kiểm tra đi nhé. Tức là nhỏ hơn đồng bằng Lena thì ta vẫn làm Lena chiều 1. Còn lớn lớn dừng lại. Đúng không? Ở đây đúng. Như vậy đây tôi phải sửa lại một chút chỗ này này. Ở đây là lớn nhỏ nó bằng N nhé. Đây này. Mà sửa một chút chỗ này là nhỏ nó bằng N này. Đấy. Cái này sửa một tí là được thôi. Đúng không? Làm. Mình để ý này thì k mà nhỏ nên k bằng n chiều k bằng n chiều một nó không làm, k bằng n nó vẫn làm, nhưng mà nó bỏ nếu mà để nhỏ là n thì bị sai, bởi vì nó không, khi mà k bằng n nó không làm nữa, nhưng mà vẫn buộc phải là k không nhỏ nó bằng n mới đúng, để nhỏ nó bằng, hoặc là như này, để như này thì hợp lý hơn, để nhìn cho đẹp. Chính xác được chưa, và có thể tính toán được là cái theo của cái theo của nó là không tăng lên, vẫn là ô n bình phương bài này nhé, vẫn là ô n bình phương. Được chưa, chúng ta sẽ phân tích thử nhé. Cái này nó cái chỗ này này, cái chỗ này của nó là khi gọi nó chỉ cái chỗ này nó chỉ là ON thôi, ON thôi, và nó gọi nó tăng lên, chứ nó sẽ tăng lên một hai gọi này đúng đúng N lần, gọi N nhân N nên là phân tích của nó sẽ là ON bình thường, được chưa? Cái tên là của nó bằng đấy. Mà chúng ta dừng lại ở đây thôi nhá. Như vậy hôm nay chúng ta bắt đầu học dần đến những cái phần mà nó khó hơn, tức là cái kỹ thuật thiết kế thuật toán, và cái thuật đơn giản nhất là dùng gì, là dùng để quy. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Em chào thầy ạ. Bữa nay hôm nay thu âm được rồi, yên tâm nhé. Nghỉ về phương.